Việt Nam đã có thể tự đào tạo phi công nội địa. Đến thời điểm này, trường phi công bay Việt thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức đào tạo 424 học viên huấn luyện cơ bản và 150 phi công đã được bổ sung cho đội ngũ phi công dân dụng Việt Nam. Theo dự báo của các chuyên gia, ngành hàng không do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành hàng không thì trong năm nữa, Việt Nam và khu vực sẽ cần thêm 2.000 phi công. Và trường phi công bay Việt thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam có thể cung ứng cho thị trường tiềm năng này 50% nhu cầu. Vào năm 2013, khi Việt Nam Airlines là hãng hàng không cuối cùng chuyển sang con đường xã hội hóa huấn luyện phi công, nghĩa là tất cả các bạn trẻ có ước mơ chinh phục bầu trời và trở thành phi công phải tự túc đầu tư cho mình để trở về trở thành phi công, thì một câu hỏi lớn rằng liệu chúng ta có đủ nguồn lực hay không. Nhưng 3 năm vừa qua, câu trả lời rằng chúng ta thừa đủ và có đầy đủ khả năng để cung ứng nguồn phi công cho đất nước. Bay Việt là trường đào tạo phi công dân dụng đầu tiên và duy nhất lúc này ở Việt Nam. Thực hiện đào tạo xã hội hóa, tức là tự túc kinh phí cho 400 học viên phi công với việc giảng dạy lý thuyết và bay trên buồng lái mô phỏng tại trường và triển khai huấn luyện bay tại các trường bay đối tác nước ngoài. Thực tế, các hãng hàng không tại Việt Nam vẫn phải thuê 80% phi công nước ngoài hoặc hàng năm gửi các học viên phi công đào tạo ở các nước để tạo nguồn phi công nội địa với chi phí hàng chục triệu đô la Mỹ một năm. Nhưng kể từ khi Bay Việt phối hợp với nhiều học viện hàng không quốc tế, lần đầu tiên triển khai huấn luyện bay trên bầu trời Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động huấn luyện phi công dân dụng Việt Nam.